Seconds until minions spawn. My place is at the top. Hey, hey, Nico. Show me the path. Dám cướp của lão Tôn hả? Lão Tôn à? Never settle for second. Who questions my ability? Thằng quỷ kia nói chuyện thấy ghét, trình mày đi vô công bằng tao mới sợ. Nói chuyện là thấy ghét rồi. Just try to stop. Bring me a reel. Never settle for something. À, Psycho nó kia rồi. Is that all they've got? À, đi về. Canh về đóng thế lính đẹp mất flash. Who questions my ability? Tạm biệt em nhé. Chắc anh phải ra đi. You got it.
adapt to all situations. Never settle for second. Who questions? Đứng giả ngu nè. Giả ngu thật thật hư hư không biết khi nào, không biết khi nào thật khi nào hư. Tôi cứ đứng tôi giả ngu thôi, nó cứ tưởng là tôi tàng hình chứ thực ra tôi chưa tàng hình. Bring me a real challenge. Who questions my ability? My journey's immediate. Đứng giả ngu. Nó lên vào 8 nó ghê vậy ta. Núp với tao hả? Đừng nhờ với lão Tôn. Who questions my ability?
Đừng có nhầm với lão Tôn. Lão Tôn xỏ chết cậu mày. Ây da, chết lão Tôn rồi. Chết lão Tôn rồi. Nó giết lão Tôn rồi. Ừ, bạch nhạc Tayuki mới hợp, ông kia ông kêu bạch nhạc lên xe ôm. Nó không liên quan gì hết. Bạch nhạc Tayuki à. Đó. Ô, không chết kìa trời ơi, 18 máu. Vậy mà nó không chết kìa. Vậy mà nó không chết. Trời ơi, nó không chết kìa. Team ta đâu có man. Hãy ném thử một gậy của lão Tôn đây. Bằng chưa? Hay hơn. Tèo 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 tèo. Lên nhạc chơi coi. Lên xanh Riven à, dịch trừ yêu ma. Lên dịch trừ cái con yêu nghiệt Riven này thôi.
Yêu Nguyệt đứng lại. Đứng lại con Yêu Nguyệt. Nhậu không? Nhậu. Một sĩ không nhậu, ba sĩ mới nhậu. Đây, con Yêu Nghiệt. Cướp rừng hả? Yêu Nghiệt. Ai da, bị dính kìa. Quá wow, chạy chết mẹ rồi luôn. Rồi không đâu. Rồi chết cha rồi đổ má thiệt chứ bị nó mượn. Cái con yêu nữ này nó mượn quạt ba tiêu nó chơi ngồi nó chơi nhậu không rồi. Con Yêu Nghiệt này nó mượn quạt ba tiêu nó chơi chết nhậu không rồi. Yêu Nghiệt này được, tao sẽ đi kiếm Phật Tổ. Đó, tao về đi kiếm Phật Tổ, tao về tao mua cái thủy kiếm lên. Mày ăn chị mày quạt ba tiêu này. Này thì Yêu Nghiệt này. Không, nó xài quạt ba tiêu, nó quạt bay tôi ra không? Choáng luôn. Rõ ràng nó xài quạt ba tiêu chứ nó xài cái gì? À, tao mới về, tao xin Phật Tổ này. Đấy, Phật Tổ ngồi kìa. Mà Phật Tổ đéo gì xấu thế. Mẹ nhìn có yêu tinh chứ Phật Tổ đéo. Lên nhạc. Yêu Nghiệt đâu? Đầu hàng đi, lão Tôn tới đây. Mấy con Yêu Nghiệt, mấy con Nghiệt Xúc này. Nghiệt Xúc, chết đi Nghiệt Xúc. Nghiệt Xúc. Ôi, tránh ra cho nhậu không đi nè. Đây, con Yêu Nghiệt kia, đứng lại. Con Yêu Nghiệt Sako này. Yêu Nghiệt. Yêu Nghiệt. Con Yêu Nghiệt này. Con Yêu Nghiệt. Dám đánh lão Tôn. Hãy nếm một gậy của lão Tôn.
tao 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 tao. Oi. Oi. Đâu yêu nghiệt. Lần này chạy đi yêu nghiệt. Con yêu nghiệt kia à? Mấy con yêu nghiệt đứng lại. Trời ơi.